vậy. Ừ. Đó, anh thấy không? Đấy. Đấy, anh bằng lên mà nó đã nhỏ như thế này. Ừ. Chắc như thế này thì bò nó sẽ ăn hết. Đúng rồi, đúng rồi, cái này là đó. Là nó sẽ ăn được luôn này. Đúng rồi. Cái này rất ngon này. Đấy. Ừ. Ngon lắm. Đấy. Nhiều nước ngọt. Có điều nếu mà mình không chặt ra thì nó cứng quá, nó không ăn được. Đấy, nhỏ như này là ăn luôn đấy. Nếu mà mình chặt tay á, thì nó rất là lâu và tốn thời gian của mình. Còn bây giờ là mình có con máy đây, thì mình anh thấy không, băm rất cây có to thì nó vẫn mỏng như thế này, đúng không? Như này luôn. Này quá ok rồi, quá tốt rồi. Đấy, anh chào, anh thấy sao? Mình thấy cái máy này hay đấy. Không, mang máy xuống test cho anh thì anh mới cảm nghĩ về cái con máy này. Đó, để xem bà, để cho bà con biết nó như thế nào, để bà con hiểu rõ về nó hơn. Mình thấy thế này, nó nhanh. Băm rất là nhanh. Đây là mình cũng không nghĩ được nó băm được những cây cỏ quay to dày như vậy. Chặt một cây như là thái đã khỏi tay rồi, chứ đừng nói là ăn được đống to nhưng mà vẫn thái được. Rất là tốt. Nó cũng hiệu quả, tại vì là nó tận dụng được triệt để cái cây cỏ voi cao ấy. Như bà con thấy đấy, khi mà băm bình băm ra là cỏ không có công cỏ vào trong chuồng nữa, mà nó sẽ ăn sạch sẽ như thế này. Đó, bà con xem. Đó. Bò nó sẽ ăn, nó sẽ liếm sạch, sẽ không còn để cọng gốc lại nữa, và nó cũng không tông vào trong chuồng gây bẩn chuồng nữa. Đó, bà con xem. Bò nó ăn rất sạch sẽ nhé. Cái băm này nó sẽ ăn rất sạch sẽ, nó ăn sẽ ăn hết luôn. Đó, bà con xem.